Trông cầm cù cũng thật là thú vị. Nó vừa khỏe, vừa rẻ, vừa đẹp và vừa thơm. Xin chào anh chị em và các bạn. Đây là những cây cầm cù. Hiện nay đa phần người Việt Nam mình thường hay gọi nó là lan, lan cầm cù. Nhưng mà qua tìm hiểu thì nhất là những người người ta chuyên trồng cầm cù, người ta tìm hiểu thì nó là một cái dòng thuộc họ nhà hoa thiên lý, chứ không phải là lan. Tuy nhiên là lâu nay ta vẫn thường gọi như vậy bởi vì là Việt Nam mình thì hay gọi theo thói quen. Rồi trên mạng bây giờ cũng đa số là hay gọi quen như vậy. Vì chúng ta lâu nay hay trồng nó theo cái kiểu của lan và cũng treo chung với dàn lan và nhiều người gọi là lan nên chúng ta quen. Còn thực tế thì đây là một cái dòng của hoa thiên lý. Nó có thân dây leo, dạng dây leo và thân đốt. Đa phần cây cầm cù nó có nhựa, do đó là nó rất là dễ sống. Và mọi người thấy là nó có một cái đặc tính nữa, đó là rễ nó mọc ở trên thân này này. Tất cả các vị trí trên thân nếu thuận lợi nó đều mọc rễ cả. Khi mà một cây nó có cái nơi để nó bám nó cũng mọc. Và khi mà cây dưới này chăm sóc kém ấy, nó không đủ chất để nó nuôi dưỡng thì các cái rễ nó mọc ở trên thân để nó hút không hút sương, hút các cái chất ẩm ở trong không khí. Dòng cầm cù này nó rất là dễ sống. Nó có thể tồn tại ở trong các cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt khác nhau, kể cả ở các nước lạnh như là châu Âu, rồi nóng như châu Phi, hay là khô hạn, cũng như ẩm ướt. Và cái môi trường sống của nó cũng rất là, cái giá thể của nó cũng rất là đa dạng. Nó có thể bám trên những cây gỗ như thế này, hay là nó có thể là bám trên vách đá, hoặc cũng có thể nó sống ở nơi mà khe, ở các hốc cây mà nó có cái mùn đất ấy. Nói về cầm cù thì hiện bây giờ không chỉ Việt Nam đâu mà nhiều nước trên thế giới người ta đang còn cũng cái phong trào sưu tầm cầm cù cũng khá là nhiều. Thì đối với cầm cù nó có nhiều cái tính ưu việt và cũng hấp dẫn được người chơi. Nó cũng đa dạng về chủng loại, từ thân lá cho đến là hoa, màu hoa rồi hương của hoa. Rồi hiện bây giờ từ ngoài những cái cây giống ở rừng thì người ta cũng lai tạo rất là nhiều cái dòng nó có cái lá rất là đẹp ấy. Và cũng như những ai trồng cầm cù rồi thì biết rồi, hoa nó cũng đẹp và cái hương của nó thì rất là quyến rũ. Thì hôm nay tôi sẽ bổ sung một số cái chất trồng cho cây. Mọi người thấy nó trồng, nó trước đây trồng bằng cái giá thể trộn đất và một số cái mùn nhỏ ấy, trồng trong cái chậu như thế này nên là quá trình tưới nước và trôi hết. Bây giờ cái chậu cây này còn có một tí đất thôi nhưng mà nó vẫn cứ sống được này, chứng tỏ nó rất là khỏe. Còn tất nhiên là chăm sóc tốt thì cây nó sẽ đẹp. Như cây này gần như không còn tí gì nữa. Chính vì nó khỏe như thế, rồi nó dễ trồng như thế và giá cả của nó thì cũng khá là rẻ. Thậm chí là nếu như gần những người có mà người ta ấy thì người ta cũng dễ dàng cho, bởi vì việc trồng chăm sóc cây này và nhân giống cây này nó cũng không phải là khó lắm. Chủ yếu làm sao chúng ta sưu tầm được nhiều loại cho nó đẹp thôi. Chứ còn một chậu người ta trồng người ta bán ấy, một chậu nhỏ nhỏ thì cũng chỉ khoảng 20.000 thôi. Còn đối với những chậu lớn lớn này thì nó có thể là 50, 60, 70 chẳng hạn. Nói chung là rẻ, rất là dễ chơi, dễ sưu tầm và dễ nhân giống để chúng ta có thể chia sẻ cho mọi người. Thì đối với giá thể hoặc là chất trồng cho cái loại này thì nó cũng phong phú và đa dạng lắm, dễ. Nhưng mà cũng nên chọn cái loại giá thể nó có thể là giữ ẩm tốt, rồi
bổ sung dưỡng chất cho cây và cũng thông thoáng thì cây nó sẽ phát triển mạnh. Ở đây tôi chủ yếu là trồng, chúng ta có thể dùng một mình cái sơ dừa này không cũng được, hoặc có thể kết hợp sơ dừa với cái mùn dừa với lại một ít trấu rồi một ít đất, hoặc là mùn dừa kể cả mùn cưa cũng được. Nhưng mùn cưa thì trừ những cái loại mà nó có chất chát và đắng, rất là đắng, như là gỗ lim hay gỗ xoan đâu thì cây cẩm cù nó hoặc là các loại cây khác nó đều không ưa và nó phát triển kém. Thì chúng ta có thể dùng mùn dừa này này với là một trộn với một ít vỏ lạc hun, vỏ lạc sống cũng được, nhưng vỏ lạc sống thì mọi người chú ý là chuột nó moi. Rồi có thể là kết hợp mùn dừa này với trấu sống ấy, không cần hun đâu. Chúng ta trộn đều đi rồi chúng ta bỏ vào là được thôi. Có thể chúng ta lấy một ít phân như phân dê hoặc phân trâu khô càng tốt. Đây là phân trâu khô này. Phân trâu khô này để lâu ngày, cái ngày trước ủ với là một ít vôi bột ấy, bây giờ nó cứng lại phải dùng búa đập rất khó khăn mới ra. Loại này thì có thể trồng lẫn, bỏ lẫn vào đây rồi để trồng cũng được, mà hoặc là chúng ta lấy những cái cục to này này, chúng ta bỏ trực tiếp vào các cái gốc cây lan khác cũng rất là tốt. Tôi xuất phát từ con nhà nông dân xịn ra nên là dùng tay bốc luôn. Cái này khô rồi, không có mùi, không có gì cả. Lúc nữa rửa tay cho sạch là được. Chúng ta trộn đều, sau đó là bổ sung cho cây thôi. Trồng cẩm cù thì chúng ta nên trồng chậu là ít lỗ thôi. Chứ còn trồng chậu lỗ nhiều này mà chúng ta trồng giá thể nhỏ thì tưới một thời gian là nó sẽ trôi hết. Tuy nhiên nếu mà trồng loại này nó thông thoáng thì cũng có cái hay. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta phải thường xuyên khoảng 3 tháng đến 4 tháng gì đó. Nói chung là khi nào mà thấy giá thể nó bị trôi bớt đi rồi thì chúng ta phải bổ sung. Chứ như để như tôi là nó thiếu cái nơi để cho cây nó sinh sống. Những cây như thế này bây giờ mình bỏ vào được, bổ sung vào là sau mình chăm sóc thì nó lại phát triển trở lại rất là nhanh. Đối với những cây đã trưởng thành như thế này rồi và các loại phân mà nó đã hoai rồi đó, cái loại này nó không bị nóng cho cây nữa, thì chúng ta có thể là sau khi bổ sung các cái chất trồng cho nó thì chúng ta bỏ một ít cái phân này bên trên cũng được. Còn nếu như mà cây mới trồng thì chưa nên bỏ phân ngay nhé. Và đặc biệt nhất là phân hóa học thì phải lưu ý bỏ cái liều lượng phù hợp chứ không thì nó cháy cây. Nó như thế là chúng ta chăm sóc nó sẽ nhanh chóng phát triển thôi. Ban đầu chúng ta có thể trồng vào chậu nhỏ như thế này cũng được. Rồi sau đó chúng ta khi nó tốt lớn lên chúng ta sang chậu như thế này. Hoặc chậu to chậu nhỏ thì tùy mọi người. Nói chung là để có một chậu cẩm cù đẹp thì nó cũng không phải là khó. Điều quan trọng nhất là chúng ta thích cái loại gì chúng ta trồng loại đó và chăm sóc cho nó tốt. Làm sao cho đến mùa hoa ấy, thì nó cũng có nhiều hoa. Trước hết là cái cây ấy, thì nó phải khỏe này. Rồi chúng ta định hình cái việc leo cho nó. Chứ nếu chúng ta để nó leo một cách tùm lum, nó lòa xòa, nó rối rắm thì nó sẽ không đẹp được. Và sau này nó ra hoa nó không phô diễn được các cái bông hoa ra. Thì chúng ta cần phải định hình cho nó tùy cái hình dáng của chúng ta muốn mà định hình cho nó để nó leo cho có một cái theo chúng ta là mong muốn.
Những cái này là sau là nó sẽ ra hoa này. Nếu ta định hình được tốt ấy, thì các cái bông hoa nó sẽ có không gian để nó phô diễn. Đây này. Sau này là có hoa thì mọi người sẽ thấy cây này sẽ rất là đẹp. Cầm cù thì nó rất là nhanh có hoa thôi. Chúng ta trồng chỉ chăm sóc tốt thì nó chỉ khoảng 3 đến 4 tháng là nó có hoa rồi, đến mùa hoa nó cho hoa thôi. Còn tất nhiên cây càng già thì và nó có nhiều mắt hoa cũ rồi thì đến mùa hoa nó càng nhiều. Thôi xin chào các bác anh chị em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Chào tạm biệt.